Ngày 3 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa bắt giữ Đào Văn Lương, sinh năm 1985, Hoàng Văn Bắc, sinh năm 1991, cùng trú tại xã Mông Hóa, Nhữ Mai Hải, sinh năm 2004, trú xã Yên Mông và Quách Đình Bảo, sinh năm 2004, trú tại phường Đồng Tiến vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng cho các nạn nhân vay với lãi suất cắt cổ, vay 1 triệu phải trả lãi từ 5.000 đến 10.000 đồng một ngày, vượt quá 9 đến 18 lần lãi suất cho vay của ngân hàng. Trong trường hợp người vay không có khả năng trả hoặc chậm trả gốc lãi, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc trực tiếp đến gia đình người vay để đe dọa, ném chất bẩn. Thậm chí có người vay còn bị các đối tượng đánh đập, bị dìm xuống nước và bị ép cam kết trả đúng hẹn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi và hành hung người vay để ép trả nợ đúng hạn. Ngày 3 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm Phạm Viết Lãm, 21 tuổi, Nguyễn Nguyên Nhân, 18 tuổi, Trần Văn Trường, Nguyễn Văn Thiện, Lưu Hoàng Quốc cùng 19 tuổi, Đoàn Anh Tài, Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng cùng 17 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, Nguyễn Quang Trung, 21 tuổi, Phạm Viết Trần Phú, 18 tuổi, cùng trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, hẹn đánh nhau với nhóm thanh niên ở địa bàn quận Cẩm Lệ, gồm Nguyễn Thanh Tâm, 14 tuổi, Nguyễn Trọng, 18 tuổi, Nguyễn Công Khánh, 17 tuổi, Lê Việt Trung, 17 tuổi, Phùng Văn Quốc Đại, 15 tuổi, Nguyễn Ngọc Hải Triều, Nguyễn Thiên Ân, chưa rõ lai lịch. Tối ngày 31 tháng 7, các đối tượng đến đường Thăng Long nối dài để hỗn chiến. Trong đó, Nguyễn Công Khánh bị đứt 6 dây gân cánh tay phải, tụ máu sau não và rạn xương cánh tay. Nguyễn Thanh Tâm bị gãy tay phải, chấn động não và Nguyễn Trọng đa chấn thương sọ não kính, máu tụ nội sọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời ra lệnh bắt giam Phạm Viết Lãm, Nguyễn Nguyên Nhân, Trần Văn Trường, Lưu Hoàng Quốc, Nguyễn Quang Trung. Ngoài ra, Công an quận Cẩm Lệ cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng, Lê Việt Trung, Đoàn Anh Tài, Nguyễn Văn Thiện. Ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Toản, 27 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, và Nguyễn Thị Mộng Cầm, 30 tuổi, ngụ xã Bàn Long, huyện Châu Thành. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Toản 20 năm tù, Cầm 10 năm tù, cùng về tội làm tàng trữ tiền giả. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2022, Toản và Cầm sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thời gian này, Toản nảy sinh ý định làm tiền giả nên đã bàn bạc với Cầm về việc làm tàng trữ tiền giả và được Cầm đồng ý. Từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, Toản và Cầm đã mua máy ép nhiệt, giấy bóng mờ, dao rọc giấy, dao y tế về phòng ngủ tại nhà để làm 53 triệu đồng tiền giả, gồm 106 tờ mệnh giá 500.000 đồng. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2023, Toản mang 5,5 triệu đồng tiền giả đến xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang để mua xe máy của anh Bùi Tấn Nhật. Tại đây, Toản yêu cầu được chạy thử xe máy. Trước khi chạy, Toản có để lại một bóp da với nhiều tờ tiền 500.000 đồng, nên anh Nhật tin tưởng giao xe cho Toản chạy. Khi phát hiện Toản chiếm đoạt xe, anh Nhật đã kiểm tra bóp tiền của Toản thì phát hiện có 11 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, nghi là giả nên báo công an. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng thu giữ của Toản là tiền giả được tạo ra bằng phương pháp in laser màu. Số tiền mà Toản và Cầm đã làm giả khoảng 200 tờ với tổng giá trị 100 triệu đồng. Ngày 3 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Hữu Lợi, 15 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và Trần Nguyễn Trọng Khánh, 16 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để điều tra xử lý về hành vi giết người. Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cũng khởi tố bị can đối với 7 đối tượng khác, gồm Đặng Hoàng Nhân, 16 tuổi, Đinh Hồng Thái, 18 tuổi, Mai Hữu Luân, 18 tuổi, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Quốc Toàn, 17 tuổi, Lê Ngọc Thuận, 20 tuổi và Nguyễn Phát Tài, 22 tuổi, để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
trong đó bị can Thuận và Tài bị tạm giam, các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, đêm ngày 26 tháng 4, sau khi nhậu xong, Thuận rủ cả nhóm đi thu tiền bảo kê tại 5 quán cà phê dọc tuyến quốc lộ 57 thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Tại những quán này, nhóm đòi thu 100.000 đồng một ngày. Quán nào không đồng ý thì nhóm đập phá tài sản, đến khi chủ quán đồng ý hứa nộp tiền thì mới dừng việc đập phá. Cùng thời điểm này, anh Lê Hoàng Thoại, 36 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, cùng hai người bạn khác đi ngang nhìn vào nhóm thanh niên đang đòi tiền bảo kê. Thấy vậy, Thuận kêu cả nhóm đuổi theo. Khánh đánh anh Thoại, Lợi lấy dao mang theo đâm anh Thoại tử vong. Ngày 3 tháng 8, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Đức Anh, 28 tuổi, trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, và Hồ Khánh Ly, 24 tuổi, trú xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, trưa ngày 1 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa tiến hành kiểm tra một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Đông Vệ. Qua xét nghiệm nhanh có 7 trên 8 người dương tính với chất ma túy. Kiểm tra căn hộ, công an thu giữ các chất ma túy dạng ketamin, nước vui, nước sướng và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, loa, đèn led. Theo cơ quan công an, nước vui, nước sướng là loại ma túy mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, ketamin, diazepam. Loại ma túy này có thể hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh. Nếu sử dụng nhiều có thể đe dọa đến tính mạng. Trưa ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Tâm cho biết vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Trà Vinh do có thái độ không chuẩn mực trong tiếp công dân, dùng chất bẩn ném vào quầy bán quần áo may sẵn của tiểu thương tại chợ Trà Vinh. Ngoài ra, ông Truyền cũng bị xử phạt hành chính về hành vi ném chất bẩn. Trước đó, Thành ủy thành phố Trà Vinh đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Trà Vinh, nguyên chi ủy viên chi bộ ban quản lý chợ nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên phó trưởng ban quản lý chợ Trà Vinh bằng hình thức cách chức chi ủy viên chi bộ ban quản lý chợ nhiệm kỳ 2020-2025.